Mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến rối trí, mê sảng, ảo giác, cuối cùng là mất trí nhớ. Việc cố gắng ngủ là rất quan trọng. Bảo trọng nhé, Frank. Chào mừng đến thế kỷ 21, ông già. Bố đã nhận tội thầy sếp của mình. Chính hắn đã giết người. Bố được trả một khoản lớn. Bố con ta sẽ bù đắp những gì đã mất vì những sinh nhật và Giáng sinh mà bố bỏ lỡ. Nó là của con. Còn là mọi thứ còn lại của bố. Bố đang tính trả thù hả? Bố chấm dứt tất cả rồi. Hứa với con đi. Anh ở trong đó lâu hơn là chúng tôi đã nghĩ đấy, Frankie. Anh lại ngựa quen đường cũ hả? Đến thăm bạn cũ thôi. Thế giới đã đổi khác so với thời của anh rồi. Bố, bố nói đã cắt đứt với chúng rồi mà. Bố nói sẽ không ăn thua đủ với chúng mà. Có thù thì phải báo. Cái trò băng đảng ta từng hay chơi là cho bọn trẻ con. Và ta không còn bé. Chào. Tôi là Frank. Simon. Có ai bắn anh à? Chúng đã cố. Có đáng không? Nó thay đổi được gì không? Đằng nào người ta chẳng chết. Lỡ anh bị giết trước thì sao? 19 năm. Và bố đã kín miệng. E là ta không chơi đài được nữa. Đón xem bộ phim Mối thù phải trả trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K-Cộng, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, VTV Cap, các ứng dụng Internet OTT, FPT Play.